có rất nhiều anh em chưa hiểu về cái quy cách để đóng pin mới 100% cho xe đạp trợ lực của mình. Thì hôm nay sẵn ra một lô pin thì mình cũng sẽ làm lại cái video cho anh em dễ hình dung. Cái điều đầu tiên anh em không hiểu là khi tôi đóng pin thì cái đế sạc tôi còn xài được hay không, cái mạch đèn tôi còn xài được hay không, và khối pin của tôi như vậy nó còn xài được hay không. Khi anh em pin của anh em hư, chết, khóa mạch là gần như là không thể sử dụng được nó nữa. Đế sạc hoàn toàn không sử dụng. Tất cả các dòng cái này Yamaha đời cao, Bana, và cái Bana Caro cũng vậy, cũng sẽ khi nó khóa là không, anh em mình không sử dụng được cái sạc đó nữa. Hư rồi, đóng qua pin mới 100% rồi, có nghĩa là những cái đế sạc zin điện 110 bỏ hết, không sử dụng được hết. Anh em mình chỉ sử dụng được đúng được cái vỏ hộp của nó. Cái này gọi là cái vỏ hộp. Cái này là cái vỏ hộp và cái này là cái vỏ hộp. Mỗi chiếc xe nó sẽ có mỗi cái hình thái khác nhau. Da đời chung, Bana đời cao, Bana da đời cao. Cái này là hình thái của chiếc xe. Đừng quan tâm đến nó luôn. Anh em chỉ có cái vỏ là có thể đóng được pin mới 100%. Còn những cái ruột hư này, dục không sử dụng được gì hết nha. Lưu ý phần đoạn. Và đây là một số khách hàng khi họ tới đóng pin mới là họ sẽ dục hơi hết, không còn sử dụng được nữa hết. Là vậy. Lưu ý. Các anh em cứ hỏi, khi tôi đóng rồi còn xài được không? Đó là câu hỏi đầu tiên, trả lời đầu tiên cho anh em. Tiếp theo, trong một cục pin đóng mới của mình, đây là những khối pin đóng mới đây ha. Đây, một thùng đây, đóng mới 100%. Để sử dụng được nó, chạy được nó cho dòng xe của anh em mình thì nó sẽ gồm 5 bộ phận. Nó cấu tạo bởi 5 bộ phận nó mới ra được hình thù như vậy, một cục pin hoàn thiện. Ở trong đây nó sẽ gồm 5 bộ phận. Thứ nhất là cái vỏ pin, là cái này. Cái vỏ là cái hình thái ngoài này. Thứ hai là cái ruột pin. Thứ ba là cục sạc. Thứ tư là cái mạch báo đèn. Anh em cái riêng cái mạch báo đèn này thì anh em mình có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà có thì để dễ quản lý hơn, đúng không? Nó là như vậy. Rồi, thứ tư là cái mạch báo đèn. Và thứ năm là cái mạch báo phần trăm pin. Mạch báo phần trăm pin này tác dụng của nó làm gì? Và những xe nào mới cần nó? Anh em để ý, một chiếc xe trợ lực zin nha. Mình đang nói trợ lực zin, chưa đưa qua tay ga, chưa làm gì hết. Thì nó bên tay trái của mình nó sẽ có bộ phận khiển như vậy, đúng không? Đó, khi mình nhấn mở máy, khi mình mở máy thì trên cục pin nó sẽ báo được phần trăm pin. Đó, anh em thấy báo phần trăm pin không? Full nè, chiếc xe này đang báo full đầy phần trăm pin nè. Để coi chiếc xe này. 70% pin. Cái mạch này nó sẽ nhận, nó báo phần trăm pin cho anh em mình. Nhưng cái gì cũng vậy thôi, có cái sự tương đối và tương đối thôi, chứ không thể nào chính xác tuyệt đối như một cái mạch zin của người ta được. Anh em thấy một cái mạch zin không? Nó quá trời con chip, quá trời con diode. Mà trong khi đó thằng Trung Quốc nó chế còn có một chút siêu vậy. Thì nó chỉ tương thích thôi, nó gần như 70-80% thôi, chứ độ chính xác là gần như không có. Gần chính xác như thằng kia là không có nha, anh em lưu ý ha. Đó là vậy. Có cũng được, có thì chiếc xe mình nó sẽ đẹp hơn. Đây, có thì nó báo pin đẹp hơn, không có cũng chẳng sao. Đó là như vậy. Thằng này, hai thằng này có cũng được, không có cũng không sao. Đó, cục pin của mình hoàn thiện ra gồm, cục pin hoàn thiện của mình sẽ gồm 5 món, 3 món chủ đạo, 2 món phụ. Và giá từng cái nó sẽ có bảng giá cho anh em, chẳng hạn mạch báo pin là nhiêu, mạch báo đèn là nhiêu, sạc là bao nhiêu, vỏ là bao nhiêu. Và cái lưu ý nữa của anh em không hiểu, thấy anh em hay khắc mắc, thấy anh em lấn cấn, đó là ampere. Ampere nó là cái gì? Đây là các anh em để ý nè, 6 ampere, 8 ampere bự hơn đúng không, 13 ampere bự nữa đúng không, 16 ampere bự nữa. Ampere nó là cái gì? Ampere nó là dung lượng chữ để đi xa và gần.
nó không liên quan tới động cơ hết. Anh em hỏi là cục nào 6, 8, 13 gì đó, cục nào mới tương ứng vô với chiếc xe của tôi. Không phải vậy anh em. Không phải tương ứng, thích ứng gì đây hết. Anh em ít tiền, không cần đi nhiều. À, đi khoảng tầm 15 cây thôi, đi 6 ampe là vừa. Anh em muốn đi 25, 30 cây. Anh em muốn đi 40, 50 cây. Anh em muốn đi 6, 70 cây. Tùy theo số tiền anh em bỏ ra. Thì dung lượng của anh em sẽ tăng, số tiền anh em sẽ bỏ ra, cảm thấy cái nào hợp lý với mình đi chợ đi búa thôi. Mình quay cái phim cái mấy bạn cảm thấy mình đi chợ đi búa không cần thiết phải xa như vậy, 8, 25, 30 cây là vừa rồi. À, nó là vậy thôi, để anh em mình dễ hình dung. Còn tất cả những pin bên mình đóng đều là pin chính hãng của EVA. Bảo đảm với anh em hàng chính hãng của EVA, mới 100%, chưa sử dụng, bảo hành 6 tháng cho anh em. À, còn có những trường hợp anh em mua về để chế cháo vô một chiếc xe, hay là để sơ cua chẳng hạn, như trường hợp cũng gặp nhiều. À, một chiếc xe của anh em về đóng cái hộp inox nè, rồi lắp thêm cục cho nữa, để đây vẫn được hết nha anh em. Nhưng nhiệm vụ của mình chỉ bảo hành 6 tháng thôi. Còn cái vấn đề chế cháo mà anh em đấu kỹ thuật, đấu không biết đấu khóa mạch, anh em phải chịu trách nhiệm. Tại vì khi bàn giao là mình đã test đầy đủ hết ha. Cái mạch phần trăm pin này, hồi nãy quên báo với anh em nữa, nó chỉ dành riêng cho xe trợ lực. Còn đối với những anh em tay ga là như vậy. À, anh em sẽ không có cần thiết với nó, không cần thiết với có nó, chỉ dành cho xe trợ lực thôi. Nó báo được cái phần trăm trên đây, có cũng được, không có cũng không xong, không sao, là vậy. Rồi, số điện thoại của mình có Zalo 0909775445 đó, thì anh em mình qua Zalo sẽ có cái video như vậy, và sẽ có một cái bảng giá gửi qua cho anh em để anh em hình dung coi mình cần dung lượng bao nhiêu, cần những thứ gì, và không hiểu tư vấn thêm cho anh em ha. Nhưng ráng coi video giùm mình cái.